Thì đây là những nội dung mà các anh chị sẽ nhận được này, các anh chị sẽ nhận được nhé, các anh chị sẽ nhận được này. Mình bỏ qua phần quà tặng đi, quà tặng thì coi như nó sẽ rất là nhiều nội dung. Thì đầu tiên, cái nội dung đầu tiên đó là anh chị sẽ hiểu được là các ý tưởng để làm ra một cái nội dung video phát triển cho kênh YouTube của chúng ta. Chúng ta sẽ hiểu được là những cái nội dung nào, về cái chủ đề của bạn nó đang được quan tâm, nó đang được thu hút. Và cái điều tiếp theo là chúng ta phải thực hành được. Chúng ta học xong, chúng ta phải thực hành được làm sao cho chúng ta sẽ tạo ra được những cái video đầu tiên nó thật là thu hút, nó thật là tối ưu. Tức là nó làm sao nó phải thu hút, tức là mình phải xác định được, mình phải đi nghiên cứu và mình tối ưu được một cái nội dung video nó chuyên sâu hơn để làm sao cho YouTube nó hiểu được là tất cả các nội dung này là mình đã hiểu rồi. Chúng ta không hề bí ý tưởng, chúng ta đã luôn liên tục có những nội dung rồi và nội dung này nó sẽ có tương tác, nó sẽ có view. Ok chưa? Và tiếp theo là gì? Những cái khi mà các anh chị tham gia thì mình sẽ có những nội dung quay chuyên sâu nhé. Những nội dung mà quay video edit chuyên sâu. Đây là dành cho những người mà có thể là gì? Bán hàng thì cần hiệu quả. Nhưng mà mình có thể chia sẻ thêm là về kiếm tiền thì cần chuyên sâu. Bán hàng thì cần hiệu quả. Mình sẽ chia sẻ hết cho các anh chị là hai cái điều đó. Vừa chuyên sâu vừa hiệu quả. Về cái mà edit video và chỉnh sửa video này. Tiếp theo là gì ạ? Các anh chị có thấy không? Là những cái kiến thức về tối ưu làm sao cho nó chuẩn, làm sao đúng. Rồi làm sao để thiết kế được một cái hình ảnh thu nhỏ nó thu hút, nó hiệu quả với từng sản phẩm của anh chị nhá. Với từng sản phẩm của anh chị. Đấy là một điều mà không phải ai cũng có thể ngồi để cùng phân tích, cùng nghiên cứu với các anh chị được đâu. Ok chưa? Và làm sao để chúng ta tăng được cái đề xuất. Nghiên cứu đối thủ như thế nào, chúng ta làm sao. Rồi chúng ta sẽ có được những quy trình thực tế là những quy trình mà làm YouTube đỉnh cao nó như thế nào. Làm sao để chúng ta lên được top 1 nhá. Top 1 anh chị nhá. Đó. Làm sao để lên được top 1. Và nó có thủ thuật gì để phát triển kênh. Đây là những từ nào, làm sao để chúng ta phát triển được một kênh bền vững. Và cái cách đặt thẻ tag này, cái thẻ từ khóa của mình ấy, mình vừa chia sẻ đến cho các anh chị đấy, nó như thế nào để nó ăn được đề xuất của YouTube, nó đặt như thế nào. Rồi tiếp tục là mình chia sẻ cái nội dung tiếp theo là làm sao để chúng ta kéo view được, và chúng ta x lần view lên, chúng ta tăng view phát triển kênh lên. Và đây là tiếp theo là những cái bí mật mà chính đội ngũ YouTube đã chia sẻ. Mình đã cùng với đội ngũ YouTube đã chia sẻ là họ đã chia sẻ cho mình là những cái bí quyết, bí mật để chúng ta ăn đề xuất của chính YouTube nhé, các anh chị nhé. Và dành cho những anh chị nào bán hàng này, dành thêm cho anh chị nào bán hàng. Đây là những cái quy trình bán hàng nhé, mình sẽ tặng cho các anh chị vào thực chiến cùng với anh chị là bán hàng nhé. Bán hàng ở đây là gì? Các anh chị có sản phẩm bất động sản đang làm rất tốt. Các anh chị đang có về các loại về sản phẩm về đồ gỗ đang làm rất tốt. Và rất nhiều sản phẩm khác, hàng loạt sản phẩm có thể làm bán hàng trên YouTube. Thì mình sẽ có những cái quy trình, những cái chiến lược giúp anh chị bán hàng hiệu quả. Tiếp theo là đây là về cái phần quà tặng này anh chị này. Về cái phần quà tặng như mình đã cam kết ấy, là mình sẽ tặng hoàn toàn cho các anh chị ở đây. Các anh chị, đây là mình không sai nhé. Tất cả những cái này là mình hoàn toàn mình tặng cho các anh chị. Mình tặng cho các anh chị. Nào là một cái công cụ để chúng ta có thể nghiên cứu được cái từ khóa này. Nào là một cái mà cái tài khoản này chúng ta có thể là thiết kế trên cái Canva Pro này. Rồi là chúng ta có cái kho nhạc để làm sao cho nó sinh động lên. Vì làm YouTube nó cần cái kho nhạc. Rồi được mình hỗ trợ nhá. Các anh chị sẽ đi cùng mình chứ không phải là chúng ta học xong là thôi. Đó là một điều là anh chị chú ý giúp mình này. Tất nhiên thì như hôm qua mình đã chia sẻ, nếu mà anh dành cho những anh chị nào kiếm tiền nhá, những cái chủ đề mà anh chị có thể làm là thắng. Mình sẽ tặng cho các anh chị là gì? Chủ đề hot làm là thắng. Chủ đề vô cùng tiềm năng. Tiếp theo là những cái mà thuật toán chuyên sâu của YouTube. Rồi những cái nội dung mà về chỉnh sửa edit video. Đây là những cái quà tặng của mình dành cho các anh chị hiện tại đang ngồi ở đây.